Chuyện chó này là của ai chị? Chó của nhà. Mà ai nuôi? Thì nó cũng cho ăn, nó dạy, nó kêu rồi nó kêu theo rồi nó cũng mến. Con của chị nuôi ha? Dạ. Mất. Nó nằm gì hoài em thấy từ giờ lâu lắm rồi đó. Nó không, nó nằm hồi dắt đường nhỏ vậy tới bây giờ luôn á. Nó nằm dắt đường nhỏ vậy giờ ha. Nằm xét. Hồi tối nay về là nằm rồi ha. Đem về là nó theo dính gì đó. Không đi đâu luôn á. Thương chủ lắm, đi đâu thì theo đấy đó. Là không về là không về. Chắc nó biết quá ta. Chứ biết quá. Không, tôi đi nó ra, biết tôi nghe đó. Đi theo đó. Mít. Tôi biết bao nhiêu con. Mít. Tình mít hả? Nó tình mít. Con ước quyền ta bắt rồi. Mít ước ha. Con chó vàng kia con ước quyền ta bắt rồi. Thì chúng bắt ha. Cho dọn đồ đây rồi để đây không? Mới đem về. Dạ, tôi vô là được. Để anh chồng anh nằm dưới đít chồng. Nó chung lên nữa. Có chung nữa hả? Không, đó vậy đâu có chu đâu mà hồi tối không biết chị cơ. Hồi tối nó chu ha. Chắc nó buồn á. Tối đó giờ không có từng chu không có từng gì chứ. Thương lắm. Tối hôm qua này gì á? Con chó bây giờ đó còn có con chó là người thân người đó mà. Thương nó nhất giao tan nó đi. Giao tan cho nó tan chủ. Ở đây không có ai đeo tan, không có ấy. Anh không có vợ cho nó. Cái này chôn nó cho ngoài nở, ngoài người ta nói. Cho nó tan cho nó ấy cho chủ nó. Thấy không cái tội không? Chó nó trung thành vậy đó. Năm tới rồi cái đó hoài vậy đó. Không mưa đi đâu chứ. Đi bằng về là nó nhào nhào bay bay bay. Giữ giận mình. Nó biết chủ quá chứ nè. Nó biết chân chứ. Phương chị. Rồi người ta đi vô ra nhóc. Chủ ơi. Mít. Nhìn đói không ăn cơm luôn hả? Nhìn đói không chịu ăn luôn. Hôm qua nay chó không ăn. Không ăn. Chó thanh tan đồ cho nó đi. Sáng chở thức ăn cho nó chín một bịch. Nó ăn đi. Khỏi chỗ khác luôn. Đâu có gì đâu mà không có cái gì chứ. Đi heo hả? Giấy trắng đâu, giấy trắng đâu thì không bây giờ có. Ngủ với giò hả? Tại mình không có xé đó chị. Tại ở đây không có để tan rồi, không thành ra không có xé. Giải biểu mà. Con chứ không giải biểu đừng nào con. Gà là bu bu vô là được mấy con gà đó. Bữa hổm chó kia cũng vậy kìa, chủ nó mất cái nó cũng không có ăn. Nó nằm im gu à. Biết chứ đâu phải ấy. Con hút vật cũng như người ta mình chứ đâu phải gần nó không có nói được thôi chứ. Cũng như người ta mình chứ. Không ăn từ quán giờ đúng không? Không hả? Không ăn nó thiên vũ vậy ha, tới là đã trên giường chưa liệm ha. Lỡ dưới đít sàn trống ha, rồi tới liệm rồi đó, tối giờ nằm đây luôn không đi đâu luôn. Sáng cho nó chín một vật xuống không ăn luôn. Sáng đi ra chỗ khác luôn. Không ăn, lúc đó là ai sinh nuôi? Dạ ai à, sinh? Thằng Út á, thằng Út sinh. Sinh về rồi cái đưa đứa này đứa kia cho ăn á, rồi đặt tên Mít á. Nhưng mà nó mến vũ lắm. Là cái em mắt này đây ha. Đi bằng về là cái tiếng chéo mà nổ là chị băng 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 ra bừng. Có còn quẩy cái chuyện đi cá ha. Rồi đầu là lấy đồ ra chuẩn bị là đi trước đó. Đi heo rồi ha. Nó đi suốt rồi ha. Đi suốt chừng nào chủ về là về nó mới về. Nó nói là nó nhìn lên kìa. Nó nghe đó. Con trai. Con kia không vậy luôn, con kia bự con này thôi. Đi chú bắt rồi. Hai bạn này. Rồi đi mạnh á. Rồi đi theo nè. Theo qua đầu rồi con này cũng đi theo. Con này gì à, con kia. Đi là thập đầu. Bắt ở đâu quá hay. Ngồi nè, ngồi xuống. Ngồi xuống coi bụng cơm đồ làm ăn cơm được chưa? Anh là ba của dọn cơm em mắc này ha. Rồi anh đi làm gì? Đi làm kho, ba cho con đi làm. Ba cho con đi làm mướn ha. Làm quanh năm nó đi theo tôi làm thôi mày đi làm hồ bấp bênh lắm, trời mưa lấy thì tiền đâu ấy, bữa 200 mấy à, làm hồ cu ly đó. Rồi thôi mà làm hồ không có đủ tiền là xài nữa, nói ăn uống xa xôi nữa, xăng khổ nữa, bao nhiêu giờ xăng thì mất. Rồi nếu mà nhiều có quề không ăn uống nữa, tiền xăng không có quề. Thôi mày theo tao nè làm đó. Thằng em thì nó đi mặn hơn tôi trước rồi, mà nó thì đi, nó chịu thì tập trung vô làm ăn.
nói nó rồi nó mới chịu vô làm mấy tháng chạy đó. Ngày hôm qua thì cũng có nhậu, ba cho con nhậu trong kho là 40-50 ngư là mặn lắm. Còn mà 20-30 ngư mà kêu có 3 thùng mía, 4-2 thùng là lá đòi về nhà ngủ. Thì anh em nó nói bây giờ nhà có giường ngồi gió này mình ngủ đi, tính là gì á, mà đâu có xây đó, gần 20 thằng, 3 thùng bia nhậu 2 thùng à, rồi đi về gì đi đáp trong này nè, tôi đâu hay rồi tôi gì sao đó, về nó rồi nó chết rồi đó, rồi nằm trong bệnh viện Hòa Long. Đi mạng rồi thì có lâu giờ đây về cũng chừng nữa nè. Đó rồi giờ 9-10 giờ khuya không cần. Làm đông sao? Kho Hoa Sen nè, ở Tân Dương nè. Tân Dương hả? Ừ. Bữa nào thì gạo nhiều thì được 400-500. Đó rồi gạo ít thì 200-300-700, nó vô giới hạn chứ không có gì, cái tiền mà nó không có chứng. Tiền mà này chứng. Đi 9-10 giờ đi về nửa đêm luôn. Ba cho con. Về rồi khỏi ăn cơm. Tắm rửa rồi lên mùng ngủ nữa, rồi sáng đi nữa. Mệt đuối quá rồi ăn cơm đó, gì nổi. Bao gạo rồi 50 kg. Giác gạo nặng lắm. Rồi 30 kg, 20 kg, rồi 7 kg, 8 kg. Vô chắc vô công đó. Dục đó, bao rồi bao. Ngày nào cũng làm chứ hả? Ngày nào cũng mặn hết. Những cây dán rồi nó bị nứt luôn rồi trời. Nứt. Trời hồi xưa không có, hồi tối không có coi. Cái này là tao phải quét đi. Người ta cho cái nào thì mình ấy cái đó. Này để lâu rồi nhìn nhẫn đó mà. Không có cái này nữa. Kéo đâu? Cái đó để lâu rồi còn dính nhìn nhẫn đó. Đó coi đi. Này đâu rồi. Hòm cái mấy cái dán nó bị nứt luôn mọi người. Tại vì nó để lâu quá. Rồi nó khô quá. Quyết bột bột để cho lá lắp cái cây đừng cho ai biết cái gì này cây gáo không biết cái gì đó. Cây gáo không từ thiện cho thì chê gì cho thì mình lấy rồi đem gì không cảm ơn rồi tiền bạc không muốn. Có khả năng thì bây giờ ai cho cái gì thì lấy cái vô nó nằm lại nằm hoài không vậy vô nằm hoài luôn chắc là nữa dám chôn mà đi ra mà mẫu nằm luôn quá. Em nghe này bảy à. Nó biết thôi. Cũng biết. Rồi tôi đi mặn con hay lắm. Con chó tôi nó tông nè. Làm gì? Đi làm á, chó tông. Dạ, chị ấy tranh thủ giùm em nè. Quất cái đùng con chó chừng 20 kg á. Nó chạy ra ha. Tôi té cái con xây sẫm mặt mày luôn, còn cả tí mấy hộ mới được. Mới đứng dậy là được. Vậy vô quán rồi kêu tụi cháu múc ăn rồi bà nói con không tính tiền luôn. Rồi tính tụi chưa? Tính rồi đó. Rồi có đi chậm xá, người ta khám không có gì hết trơn. Chạy cái này thôi nè. Rồi hỏi chủ nhà chó vòng vòng là không biết. Đâu có ai đâu dám nhận. Dám nhận. Cũng tưởng con chết đó, con chó nó chạy băng qua bánh xe. Băng nè. Rồi đậu xe đấy nè. Ông này đi ra, cái mừng liền rồi lại chiếc xe liền. Nó gặp cũng như là ấy nó dính chòm lông nè. Cũng phát hiện liền tôi chưa biết nó dính chòm lông nè. Hay nè. Gặp lại nó thử. Chân chòm lông, còn dính chòm lông. Nhìn ra là biết liền. Nó nhìn nó ghét cái mỏ nó rồi. Ừ. Cần nó về nó dính thằng Vũ à, nó dính đeo. Trước này tôi nuôi là đem cụi luôn cho đực nha. Là tôi đi vườn lại đi. Giờ có cái ghe đậu. Chó là nó trung thành lắm, nó theo đó mình nuôi nó ấy nó thương nó theo tới bến luôn. Từ hôm qua giờ là để lên vườn nó cũng nằm dưới luôn. Dạ đúng rồi, hôm qua để lên cái vườn đó đó, là để cái vườn đó ở để đây nha. Đang để nhỏ lên, máu me tùm lum mà rồi cái bắt đầu hàng ta mới đem vô cái vườn mới xích ra. Cái đất đầu mình mới nhắc cái hòm để sát qua, cái mình nhắc cái nhỏ mới khiêng qua. Rồi nó cũng nằm dưới cái hàng đó luôn. Cũng nằm hoài luôn. Dạ. Từ dưới qua vậy đó. Nó không ăn luôn ha. Mưa ngày qua nước dữ lắm luôn á. Mà nó cũng nằm dưới luôn hả? Dạ. Thằng ơi. Cái nhép nó tối mưa là ngập đây luôn mà. Ngập đây nè. Biết sao? Vậy đó. Hằng ngày thằng này ngủ là ngủ cái niệm dưới đó đó, lỡ đeo leo niệm ngủ thằng này không hả? Ngủ đó đó. Và thành ra ghét quen thôi rồi. Chắc nó buồn rồi đó. Nó chắc nó buồn á. Con nhỏ thì tôi ngủ cái giường, nó ngủ dưới chân á, trên giường á. Đó. Nhỏ lớn là đâu đeo này. Này đi mặn về cái đi ruộng gãy đó đó. Để theo với thằng em đó. Hai con kìa.
Con mít con ướt, hai đứa nó quấn quýt dữ lắm luôn. Hôm đó con ướt rồi bị người ta bắt ăn thịt rồi. 3 ngày không ăn luôn. Con kia bắt là nó buồn, nó không ăn cơm luôn đó. Bây giờ mấy ngày chuyện qua giờ nó không ăn cơm hả? Ừ. Đêm gì à, đâu có 9 giờ tối à. Tới giờ này rồi, sáng chó ăn không? Sáng đi ra giường mà con đi theo tôi nữa là ở đây. Nó buồn rồi đó, nó biết rồi đó. Nó hiểu được chuyện là mất chủ rồi đó. Dạ. Con chó nó vậy đó, con chó nó tốt vậy đó. Con chó mạng lớn, tôi bị con rồi đó. Bị chúng bắt gọi là tôi bán ghe bán con luôn. Bán ghe luôn? Ừ. Ghe tại vì con chó trước nó gấp trung thành lắm. Ừ, rồi làm gì mắc? Nó bị người ta chạy, nó nằm dưới đường, bị người ta bắn súng chỉa. Nó nghe là con chó này là không phải sinh. Tôi đi mua đồ cho lính ăn mà lớn. Ừ. Có đi theo chân giò nè, mua mấy trăm ngàn đó, cho đồ ăn cho lính ăn đây đi. Là mua hết rồi gọi vào sạch lại xe. Đi lại xe là cỡ khoảng 50 mét đó. Đi theo giò lỏng tăng lẳng có người ta. Lẳng tăng không cho được. Theo chân giò coi tháng 10 á. Rồi đầu cái bỏ vô cao gió. Rồi chở đi luôn á, chở đi gặp 4 năm thẳng suốt bụi á. Không có nào dám lại, lại cắn liền. Tôi lại đầu là không cắn. Đầu là bị chúng bắt rồi, đầu là đi xí sụp luôn. Rồi mới nuôi một cặp, cặp sau rồi. Nằm dưới chân đấy, nằm dưới chân của chủ. Ngày hôm qua nay là em để ý là không ra khỏi luôn. Tại em ngồi, tối em ngồi đó, em khóc hoài, em nhìn nó, em nhìn thằng con em đó. Em ngồi đó. Mặt buồn yêu à? Ở đây ướt đâu ra đây? Chỗ này bún quá. Hiểu à? Thôi, cũng buồn nữa, đi rồi. Mặt con kia kìa, mất buồn ô luôn. Nhắm lại kìa. Đó, tội không? Tội không? Hiểu chuyện ấy, nó nghe nó hiểu. Nó hiểu đó. Nó cũng như mình vậy đó, tại nó nói không được thôi. Cho nên nó thính lắm đó. Khôn. Đây chôn mà đi vào đó sao? 70 mét. Lội bộ được không? Trời, trăm mét được. Người ta đang đào nguyệt đó mãi. Đường đi cũng vậy đi. Đường này đi đi vườn. Đem xuống xuồng thứ hai rồi, người ta sẽ lội dưới sông người ta đi. Đấy. Kinh bờ đâu đi được đâu. Bờ đâu có khi nữa. Bởi vườn. Mọi người thấy cái con chó nó nằm hết tội nghiệp không? Nằm từ hôm qua tới giờ luôn hả mọi người? Sợ nó đi ra ngoài mộ. Sợ nó đi ra ngoài mộ. Trời ơi, hôm gà nó mặn về nó hả mẹ ơi, mẹ nó nịnh. Dạ con cảm ơn thím Út nhiều. Con cảm ơn sếp luôn. Nó cái nhang được rồi cho nó ấy. Cho nó ấm nó vui vẻ nó đi. Nó biết ai cũng thương nó vậy.